xiên mình chế này, kẹp một con cá vừa zin này luôn. Tha hồ luôn anh em ạ. Rồi. Tí nướng lên thì ăn thì ngon thôi rồi. Ui, mình sẽ thử một miếng trước đây, mời anh em nhá. Thịt ngon này không ăn thì hơi phí. Mời anh em nhá. Ngon. Nóng ăn thì ngon khô rồi. Ui ngon anh em ạ. Ui mỡ chảy tỏng. Hơi bỏng thì nhẹ nhẹ bỏng đấy. Mắt cái gì mà mắt hơi bỏng thôi. Ui trời ơi, đang đẹp luôn. Tí nữa thì kỹ quá. Nướng mà như trâu sấy luôn. Ui ngon trời. Đấy. Ui ngon này anh em ạ. Trâu bít tết này. Mời anh em miếng thịt trâu nướng này. Ngon hết. Ui giời, nóng hổi vừa thổi vừa ăn anh em ạ. Làm miếng mời anh em nhé. Đây, thịt ba chỉ vừa quay xong. Ui. Ngon. Mời anh em nha, chế máy 2 hôm test đây anh em ạ. Đấy, được. Sản phẩm là 2 mâm này. Đội kia đang ăn gần hết mâm rồi. Đây là bố mình này, bố vợ mình đây. Ông Trường đang chỉnh cái quạt này. Thôi làm cái mời anh em. Hì hục cả buổi chiều anh em ạ. Mình với ông Trường với bà Đan. Ba anh chị em nướng. Bố Trường, bố này. Rồi, mời cả nhà nhá. Anh em, Đan con uống tí đây. Mời anh em nhá. Chả nướng vừa chín tới. Bây giờ hết nóng hổi rồi. Cái lúc nãy đang nướng anh em ạ. Ăn nó mới ngon. Bây giờ nó nguội mất rồi. Ngon. Mở nha miếng thịt trâu nướng nhá. Ngon.
Ông thích uống bia hơn đấy. Thế ông bia hơn.